Mắt lưới 12 phân, cao 5 mét, dài của nó là 100 mét. Từ phao, từ chì cho lên phao. Đấy, các bác nhìn thấy nó là chiều đứng cao 5. Tay này có chiều dài là 100 các bác nhé. Lưới đánh cá, chép, cá chấm, cá cha, cá vược, cá nhạc. Duy trên bảo đảm cá 20-30 kg vào không vấn đề gì. Mắt lưới 12 phân. Tức là lưới 6 các bác nhé. Mắt lưới 12 phân. Các bác nhìn thấy vô địch không ạ? Màng ngoài của Duy Chiến nó là sợi cước nó vừa trong vừa sáng, nó là hạt cước nguyên chất nhé. Hạt lưới vô địch mà nó là hàng độc quyền của Duy Chiến, đặt trực tiếp tại Bangkok. Hai cái đầu mời. Đấy, hai cái đầu mời này là tác dụng của nó là để cô chú kéo đấy nhé. Duy Chiến thiết kế để cho cô và chú kéo. Khi cần thiết cô chú răng cá xong, cô chú kéo cầm hai cái đầu phao, cô chú kéo đấy, như một cái lưới kéo. Cái lưới này là răng xong là kéo. Mắc lưới 12 phân thì cô chú bắt hàng tấn cá hoặc hơn tấn, vì nó là hàng lưới 100 mét cao 5 thì nó vô địch lắm. Cô chú răng xong kéo cô chú nhá. Còn cá nào cũng chết vì Duy Chiến thiết kế lưới này lưới kéo. Mắc lưới 12 phân cao 5 đảm bảo với cô chú, nếu kéo cá từ 5 lạng cho đến 20-30 kg cô chú bắt đó, đảm bảo luôn cho cô chú như vậy. Đây là hai cái phao đấy mà Duy Chiến thiết kế để phát hiện ra hai cái đầu đấy. Đây là cái tay biên này đấy, đây là cái tay cầm để kéo nha cô chú nhé. Cô chú răng xong, cô chú cầm hai cái đầu dây này, cô chú kéo này như một cái lưới kéo, cao 5 mét, dài 100 mét thì vô địch lắm cô chú nhé. Đây phao của nó, đây phao của nó thì phao quả đấy. Thiết kế là lưới vào lưới nó dễ chống rối, thút trượt chết hai đầu. Và đây là lưới của nó, cao 2 mét này, 2 mét mắt 10 phân thái trắng. Lưới này mới đánh cá chép, cá chẽm, cá chép, cá mè rồi cá rô phi rất là tuyệt vời. Nó là dòng thái trắng. Thái trắng này thì đánh hiệu quả. Thắp phá tông, phá tông của chú nhé. Phá tông cao 2 mét, mỗi tay dài 100 thắp phá tông. Cao của nó là 5 mét từ phao xuống đến chì. Mắt lưới 12 phân tức là lưới 6, lưới bắt cá lớn. Tay này dài của nó là 100 mét. Xưởng sản xuất Minh Minh cá Duy Chiến cung cấp toàn quốc và làm theo cầu 0869680285. Xin nhắc lại, xưởng sản xuất lưới đánh cá Duy Chiến cung cấp toàn quốc và nhận làm theo cầu 0869680285. Xin kính chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị luôn mạnh khỏe.